Vậy hả? Trời ơi, nói đi Lộc Mai mà tưởng đâu á hả? Mai anh đem đâu chứ họ hôm nọ thì họ biết ở đó rồi đó. Mà sao tự nhiên nhớ không biết anh nuôi đâu anh đem về. Em lặt đó, giờ cả nhà anh thấy dưa. Ở đây thấy nhà ăn quẩy rồi ta. Chắc thấy quá. Nhà có cái bồn đứng á, chắc nhà chị quá. Bồn đứng bự. Giờ hay dưa. Ủa ấy bọc đúng mút vậy hả? Nói chuyện cái bọc bi lông xài đóng nút vậy đó hả? Dạ, tối hỏi Nam rồi Nam nói 10 kg không có đúng nút gì mà 20 kg phải bao mấy chục kg lần mà em đâu có xài 20 kg nhiều đâu. Cái đó bọc mấy kg? 10 á chị. 10 á. Kiểu như người ta có máy giặt á, mình mua cũng y nguyên, người ta giặt cho mình. Ở giờ đi hái dưa. Thiệt như đang dưa. Có thợ hái dưa rồi ha. Ủa dừa hái dưa dừa tứ hả? Dừa đây chúng nó mới tới, không tới. Đám rượu về kia trầm đông. Dưa này tàn nè, dưa xanh, bên đây dưa xanh. Dưa này giống dưa xanh. À, giống dưa xanh. Dưa xanh. Hôm nay chưa có rộ đâu ha. Nói đẹp không? Cỏ vườn trầu à. Mấy hôm có nay có cỏ vườn trầu có trời nè, cỏ voi chứ, cỏ vườn trầu, rồi cái dình voi, cái dình voi. Giống bên kia là dưa giống xanh trái ha. Giống bên kia giống dưa xanh trái ha. Nó cũng giống này luôn chứ, tại vì nó tàn rồi cũng dưa nó vậy. Vậy hả? Giống dưa này luôn. Rồi một giờ hả? Bye bye. Đã hái dưa phụ hả? Không, tôi hái dưa hết, chưa thấy cái nào. Hái mớ rồi nè. Không bằng hả? Mà dưa nay nghe nó cũng đâu có giá hả?